Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một siêu phẩm đình đám Forerunner Raptor 2019. Vâng thưa các bạn, đây là cái phiên bản là màu xanh dương. Thì hiện tại thì For Việt Nam mới nhập vào cái Forerunner Raptor, một cái mẫu siêu bán tải phân phối tại thị trường Việt Nam. Vâng thưa các bạn, thì cái Forerunner Raptor này có rất là nhiều ưu điểm. Ưu điểm thì nhất là về cái thiết kế ngoại hình rất là mạnh mẽ và hầm hố, và chuyên sử dụng cho những cung đường về địa hình đồi núi tạp hoặc là trên những cung đường phượt mà khách hàng có thể ưa thích. Thì hiện tại cái Forerunner Raptor này thì có cái giá là 1 tỷ 198 triệu. Vâng các bạn, 1 tỷ 198 triệu, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi để tôi có thể tôi có chính sách tốt nhất cho các bạn được. Cái nổi bật giữa cái phần đầu xe là chữ Novo Ford rất là to, ở giữa trung tâm phần hộp gió logo Ford hộp gió to để lấy gió. Và các bạn, thì cái cục đèn pha đây các bạn, thì tôi tiếp đến là cái cục đèn pha, đèn pha được thiết kế là bi xi lông cộng với lại cái giải đèn led dọc theo cái cục đèn pha giải đèn led các bạn, nhìn là rất là hầm hố thể thao phải các bạn. Thì ngoài ra thì cái cục đèn gầm này cũng được thiết kế rất là bắt mắt, rất là phù hợp với lại cái thiết kế tổng thể và cái dòng Ranger Raptor này. Tôi sẽ đi qua một vòng để mời các bạn xem về cái lốp. Lốp thì có những cái vân, đường vân sâu để trên những cái cung đường mà mình vượt đi thì nó sẽ khỏe hơn mà đi nó sẽ bám đường hơn. Lốp cái mặt tiếp diện của nó to phải các bạn, cái vành của nó là cái điểm nhấn so với những người yêu xe siêu bán tải này. Đây là cái hốc gió này, gương kính. Cái Forerunner Raptor này thì được cái trang bị cái chìa khóa thông minh và nút khởi động start stop nha các bạn nhé. Nút khởi động này thì bạn chỉ cần có chìa khóa trên người, bạn mở cửa cần tay vào đây sẽ tự động mở cửa. Đây là cái phần đuôi xe. Tôi xin mời các bạn thể là ngó qua cái phần đuôi xe. Đuôi xe thì ở bên kia là cái chữ Ranger, còn ở cái bên này là có chữ Raptor. Đây, cái Raptor là bên này, này. Đây là cái logo sau. Logo sau chữ Ford này có cụm cam này. Cam này cập ở trên màn hình trên người lái để hiển thị camera luôn. Đây là cốp sau, tay cốp sau để mở cốp. Đây là phần thùng của cái Forerunner Raptor này. Thì hiện tại cái Ranger Raptor này có giá là 1 tỷ 198 triệu. Thưa các bạn, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho tôi theo số 0902 157 666. Tôi tên là Bảo Đại, tôi có thể hỗ trợ các bạn về nội thất, thì các bạn có thể xem trang Bixia VN để có thể theo dõi thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.